Một vụ tai tiếng nô dịch ở tỉnh Hà Bắc thuộc miền Bắc Trung Quốc đã bị phơi bày sau khi một người đàn ông trốn thoát khỏi một nhà máy nung gạch. Người đốc công ở đó đã bắt hàng chục nhân công làm việc nhiều giờ mỗi ngày mà không trả công, thậm chí còn sốc điện họ nếu họ kháng cự. Tại tỉnh Hà Bắc thuộc miền Bắc Trung Quốc, một người đàn ông đã trốn thoát khỏi một lò gạch hôm 18 tháng 5. Ông và hàng chục người khác đã bị buộc phải làm việc ở đây như nô lệ, một tờ báo địa phương đưa tin. Người đàn ông mang họ Tống đến từ tỉnh Sơn Tây đã báo cảnh sát và cảnh sát đã đột kích xưởng đóng gạch vài hôm sau đó. Cảnh sát đã phát hiện ra 33 công dân di cư khác, những người bị bắt làm việc từ 14 đến 18 tiếng mỗi ngày mà không được trả công. Họ bị theo dõi liên tục, bị cấm ngủ, bị đánh đập, bị đe dọa và bị sốc điện nếu họ phản kháng, theo tờ nhật báo đô thị Yan Yao. Cảnh sát đã bắt giữ 11 người vì tội lạm dụng, bao gồm cả những người chủ và người đốc công xưởng đóng gạch này. Một vụ tai tiếng tương tự đã được phơi bày vào năm 2007 tại hai tỉnh Hà Nam và Sơn Tây, nơi hàng ngàn người bị buộc phải làm việc trong những lò gạch với khẩu phần ăn gần như chết đói và bị đánh đập thường xuyên. Nhiều công nhân lò gạch đến từ các vùng quê nghèo bị khiếm khuyết về tâm thần. Một số kẻ buôn người Trung Quốc cố ý dụ dỗ họ vào những hợp đồng lao động nguy hiểm. Một số hãng thông tấn đưa tin vào năm ngoái. Các quan chức địa phương đã tuyên bố sẽ chấn áp thẳng tay những hoạt động bất hợp pháp này, nhưng kể từ đó, thỉnh thoảng lại có những báo cáo của các phương tiện truyền thông cho thấy các vi phạm tàn bạo vẫn tiếp diễn, đôi khi liên quan đến cả những thiếu niên, những người đã bỏ nhà đi kiếm việc và cuối cùng trở thành nô lệ.